Không có tham không được. Nó gắn liền với mỗi con người chúng ta. Mình đừng bao giờ mình tự xưng mình là không tham. Bởi vì không tham là chỉ có thánh. Tham là phải tham. Hay gọi là chúng sinh thì nó gắn liền với tham sân si. Cho chúng tôi có một câu slogan mà nếu quý vị thích thì quý vị nhớ là bất phách tham sân khởi, di khủng tự giác trị. Đừng sợ tham sân sân khởi. Vậy bản chất phải sao sợ được? Mà sợ nó cũng sanh thôi. Chỉ sợ mình không biết đó là tham, là sân mà thôi. Quan trọng, cái đáng sợ là mình sợ là bây giờ mình không có biết đó là tham là sân. Còn cái chuyện tham sân là phải có. Chắc chắn là như vậy, chúng tôi nói cho quý vị 100%. Cái ái của mình nó vi tế lắm. Dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Mình có giỏi lắm mình diệt được cái dục ái thì vẫn còn cái sắc ái, kể cả cái vô sắc ái. Cho nên là tham là nó gắn liền ở trong con người chúng ta. Giống như hữu thân là hữu bệnh thôi. Đất là phải có cái mầm móng của cỏ dại. Quy lực là như vậy. Hãy còn cái thân ngũ quẩn này thì phải tham. Con người thì ai cũng tham, nhưng mà phải biết việc làm đúng sai. Đừng vì tham vọng phát tài gây nên ân oán kéo dài khó yên. Vì lòng tham mà làm ác thì không nên. Trên trong nhà Phật nó có cái từ gọi là 10 cái bất thiện, 10 cái tam nghiệp bất thiện. Thân thì không có sát sanh, thân thì sát sanh trộm cắp. Thì bây giờ mình thực hiện cái thập thiện là gì? Thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu thì không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời đâm thọc, không nói lời vô ích. Ý của mình thì không được tham ác, sân ác, tà kiến ác. Hiểu cái từ tham ác không? Đơn giản là vì lòng tham mà làm ác là không nên. Mình được phép vì lòng tham mà làm thiện. Thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên, bất thiện trợ cho thiện cũng bằng cảnh duyên. Ví dụ như mình đang có phước rồi, mình có điều kiện rồi, giờ mình làm thiện nữa thì chúng tôi tạm gọi là thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên. Tức là cái điều kiện nó giúp cho mình để làm, tiếp tục làm thiện. Nhưng mà có những cái người họ từ trong bóng tối, tức là hoàn cảnh họ không có, điều kiện sức khỏe không có, nhưng mà họ vẫn hướng thiện. Thì chỗ này chúng tôi tạm gọi là bất thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên. Tức là bây giờ mà ai mà tự vỗ ngực xưng tên tôi không tham là cái người tào lao nữa. Cái người đó là thuộc dạng là quan tưởng. Một cái loại thần kinh mà đa nhân cách, tức là tâm thần, mà tâm thần nhẹ đó, nó hơi lạ lạ, chứ là thấy nó không giống trong dòng đời này. Nhưng mà đây chúng tôi muốn cho quý vị muốn giảm đi cái lòng tham thì chúng ta phải, đầu tiên là chúng ta nhớ vận dụng cái sức mạnh của tham. Tham sức mạnh ghê lắm. Mình mà làm việc mà năng lượng hay không cũng gì làm tham, không có tham là mình không có làm nổi. Nãy chúng tôi nói rằng mình sinh ra cõi dục này thì cái chất liệu của nhựa sống của con người mình là phải đó. Chứ bây giờ kia mình không tham là ngọn đống đó, sao chịu nói ngọn ngay chúng nó. Tức là bây giờ mình đã sanh trong cái chốn lỡ sinh trong cõi hồng, tôi dùng cái từ thì xin đi hết một vòng cho xong. Một vòng ở đây tức là mình chuyển cái lòng tham của mình nó qua một cái hướng tốt đẹp. Giống như tuổi trẻ mình có năng, có sức khỏe, có nhiệt huyết, có hoài bão, thì mình chuyển cái năng lượng, sức khỏe, hoài bão đó sang một cái hướng tốt, nó phát huy tác dụng. Còn nếu không mình để nó muốn rơi, nó muốn lái đâu có lái, nó đi đâu có đi, rơi tự do đó, thì có dạng là nguy hiểm. Tức là mình phải chánh niệm, định hướng cho cái tâm nhiệt huyết tham cầu của mình. Tham cầu đây là tham cầu thiện pháp, chứ không phải là tham cầu những ác pháp. Mình làm sao cho cái tâm mình tham cầu cái tâm vô sân vô si. Mình làm những cái tâm đó thì nó sẽ bớt đi cái quả khổ. Giống như vui, mà vui pháp mới là vui. Vui không pháp là chôn vùi thế nhân. Vui pháp thì nay vui, đời sau vui. Làm thiện thì hai đời vui. Vui thấy mình được làm thiện, quả thiện trổ ra mình vui hơn. Giống như vị thiên nhân mà vào canh khuya xuống kỳ viên tịnh xá nơi Đức Phật,
cư ngụ đảnh lễ Thế Tôn xong rồi đứng một bên nói lên bài kệ như sau: gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Như vậy thì mình biến cái lòng tham của mình, sau khi mình quán sát về cái sự tử vong, mỗi ngày đêm trôi qua chúng ta lại thêm già và gần hơn cái chết. Khi tử thần đến rồi, tiền bạc không mua nổi mà quyền lực cũng buông thôi. Bao nhiêu người thân quý đành bỏ lại ra đi, chỉ có các công đức là hành trang duy nhất, là bạn nương tựa tốt cho đời này đời sau. Cho nên cái phương pháp mà để giảm đi cái ham muốn mong cầu đó, thì chỉ có cách là mình lái cái con thiền. Giống như quý vị chạy xe vậy đó, cái trớn nó ghê lắm, cái trớn của cái tốc độ của cái xe đó, mà hễ mà cái xe càng lớn thì tốc độ nó càng lớn nha. Đạp thắng nó không ăn đâu, nó đẩy một phát một cái là phải vài trăm thước nó mới ngừng. Thì cái lòng tham con người mình nó, cái trớn của nó cũng dữ dội vậy đó. Thì lúc bây giờ thì cái người nào mà vững tay lái á, để khỏi mà gây tai nạn á, thì cái người đó là phải rất là khôn khéo. Lái cái con xe của mình, lái con tàu của mình qua một cái hướng nào đó cho nó phù hợp. Thí dụ như lái vào con đường tránh, mà con đường tránh ở đây là giống như con đường trung đạo vậy đó, con đường giữa đó. Cái gì mà đi qua mấy cái freeway cao tốc ở nước ngoài, nó có cái con đường lánh nạn, mà ở bên nước ngoài nó làm lánh nạn, không phải làm ở trong bên phải hay bên trái đâu, mà làm giữa hai con đường. Khi mà xe mà gặp sự cố là chui đó là rất là bình an. Con đường lánh nạn mà bây giờ cái cao tốc của mình làm một bên á, bên trong á, chứ thật sự người ta là làm giữa hai con đường. Giống như đường đời hai nẻo ngược xuôi á, hai xe lên xe xuống, mà ai đi đường giữa thì cắt đuôi khổ sầu, mà chui đó là thấy là bình an. Thì nãy chúng tôi có nói trong cái chương trình giảng pháp của tôi là một cái phương pháp loại trừ. Chúng ta không thể nào mà không tham. Nghe cho kỹ cái câu này nha. Không sợ tham sân sanh khởi, vì tham sân là của mình mà. Nó là bản chất của mình, nó là mình luôn rồi. Mình tạm gọi là mình ở đây, mình nói cái từ cho đúng là tham sân là phàm phu mà chúng sinh mà. Còn nó không tham, không sân thì phải là bậc thánh, thì không phải là phàm phu nữa. Hãy gọi là chúng sinh thì phải có tham sân. Nhưng mà phải nhớ dùm là không sợ nó sanh khởi. Nó sanh khởi là cái tự nhiên. Nhưng mà đói ăn khát uống mệt ngủ là nó tự nhiên. Nhưng mà sợ nhất là mình không biết đó. Hôm nay cái chữ biết ở đây là cái chữ tỉnh thức. Thì bây giờ chúng tôi chỉ mong là quý vị nên biết mình đang tham và mình đang đặt. Từ cái nhân mà mình biết mình tham, mình đang tham, mình đang sân đó, nó hy vọng, mình gọi là từ hy vọng đó nghe, là có thể dẫn dắt mình đến cái sự bớt tham bớt sân. Còn nếu mình không biết thì muôn đời nó không hết. Đức Phật Ngài dạy giống như bài kinh Cấu Quế vậy đó. Người có cấu quế biết mình có cấu quế, người có cấu quế không biết mình có cấu quế, người không có cấu quế biết mình không có cấu quế, và người không có cấu quế cũng không biết mình không có cấu quế. Thì ở đây mình thấy có bốn hạng người, có hai hạng người biết và hai hạng người không biết. Hạng người có cấu quế và không có cấu quế. Thì cái chuyện có hay không không có quan trọng. Đức Phật khen hai cái hạng người biết và chê hai cái hạng người không biết. Còn cái vấn đề có cấu quế hay không có quế, Đức Phật này không đề cập, mà chỉ tán thán ca ngợi hai cái hạng người có cấu quế biết mình có cấu quế, không có cấu quế biết mình không có cấu quế. Đó, giống như vậy, tham sân biết mình tham sân là Phật khen. Còn cái chuyện tham sân có hay không có mình không có quan trọng. Và Đức Phật này ví dụ, sợ nhất là cái hai cái anh mà không biết á, nó sẽ tai hại chứ không phải không, nó tốt. Đức Phật Ngài ví dụ như thế này nè. Trong đó mình thắc mắc tại sao có cái người không có cấu quế mà không biết, Đức Phật Ngài cũng chê. Lý do chê là sao? Mình có cái viên ngọc, một cái hòn đá quý, mình không biết, mình có tưởng đó là một cái vật vô giá trị. Mình quăng nó vào một cái góc nhà, thì lâu ngày cái viên ngọc nó cũng bị bụi, nó phủ mờ đi. Cũng vậy, tâm người không tham không sân mà họ không biết, thì một lúc nào đó họ sẽ tham sân. Ý Đức Phật Ngài nói rằng là mình phải biết. Mình biết đó là viên ngọc,
mình hằng ngày mình cái lau chùi nó sẽ bóng sáng hoài. Lại nữa là Đức Phật ngài nói là người không có cấu quế là một cái viên ngọc rồi thì phải tiếp tục lau chùi. Còn người có cấu quế giống như viên ngọc mà bị bụi thì mình cũng phải lau chùi, vì mình biết đó là viên ngọc. Cũng vậy, mình biết đây là cấu quế phiền não tham sân si thì mình phải biết trước cái đã. Giống như là cái gương mặt của mình mà khi có lọ nghẹ dính vào, lúc mình không biết thì mình tự nhiên lắm, nhưng mà có người nào nói mặt dính lọ nghẹ kiệt, mình vừa nói đau là mình chùi rồi, nhiều cái mình chùi trật nữa. Lý do mình lúc này mình biết trên mặt mình đã có lọ nghẹ, mình chùi liền. Thì mình chùi liền dù chùi trúng hay không trúng gì đó, nhưng mà mình đang có cái tâm là muốn tẩy rửa. Rồi mình chùi xong rồi mình còn đi coi lại, có đi coi lại, soi lại để mình giải quyết. Thì vấn đề tham sân đừng có lo là nó có mặt hay không có mặt, mà nó luôn luôn có mặt. Nó với mình là một, nhưng mà quan trọng nhất mình có biết đó là tham là sân hay không. Thì ngày hôm nay cái văn hóa tỉnh thức là như vậy. Tạm gọi cái văn hóa tỉnh thức là phải biết mình tham mình sân, không sợ tham sân sanh khởi. Quý vị nhớ cái câu này, chỉ sợ mình không biết đó là tham là sân mà thôi. Nếu mình biết thì hy vọng một ngày đó nó sẽ giảm. Đó, chúng tôi chỉ chia sẻ một cái cách để mà giảm. Mỗi ngày cứ chơi vơi, sống sao đời ý nghĩa. Loay hoay tìm giải pháp, lao vào những cuộc chơi, tâm chẳng chút thảnh thơi, càng tìm càng chán nản. Hãy thử rèn chánh kiến, thấy lẽ đúng điều hay, hiểu vũ trụ vần xây, mọi điều đều sáng tỏ. Lời đáp luôn ở đó, ngay trong chính bạn thôi. Chớ tìm kiếm xa xôi, ngay trong chính bạn thôi, hãy lắng tâm sẽ thấy. Mình thì mình thường là mình tìm cái giải pháp bên ngoài để mình giải quyết cái nội tâm của mình. Đơn giản là buồn, du lịch, thay đổi cảnh, tâm nó nhẹ. Nghe kinh một chút nó cảm thấy nặng quá, đi tìm cái nhạc nào đó cho nhẹ nhẹ nghe. Như vậy thì cái nỗi khổ nó xuất phát từ bên trong. Muốn chấm dứt cái nỗi là niềm chán nản này thì mình phải chế tác cái niềm vui từ bên trong. Lời đáp luôn ở đó, chớ tìm kiếm xa xôi, ngay trong chính bạn thôi, hãy lắng tâm sẽ thấy. Đổi cái micro sang nét pin để cho muốn nói điều này để cho quý vị thấy rõ được nè. Hôm nào quý vị tự thử một cái trắc nghiệm, làm một cái trắc nghiệm giống như là một cái phương pháp thanh lọc thân thể vậy đó. Nhốt mình trong phòng 3 ngày. Thì đầu tiên nhốt mình trong phòng 3 ngày, mà cái nhốt này á nghe, tức là một cái sự ở trong phòng mà nó khác nhau ở cái chỗ là khóa trong hay khóa ngoài. Thí dụ mình tự mình vô mình khóa cửa mình ở trong phòng thì nó khác à. Còn ai bỏ mình vô trong là bóp ổ khóa ở ngoài là khác. Đó, thử cái điều này. Cũng ở trong đó 3 ngày, nhưng mà nó khác ở cái chỗ cái tâm mình đó là khóa trong hay khóa ngoài thôi. Khóa trong thì dễ chịu hơn, thấy không? Khóa ngoài chịu lắm. Mặc dù cũng mình phải ở đây 3 ngày rồi. Khi mình ở 3 ngày rồi ấy, thì bắt đầu mình sanh ra một cái tâm gọi là bức bách. Nếu mà cái sự mà ai có cái sự chịu đựng á, thì có thể 3 ngày, có thể là 5 ngày mới đạt đến cái sự khó chịu. Giống như là thanh lọc cơ thể vậy đó, tức là 2 ngày sạch sẽ hết. Đó là cái, nó có những cái trường hợp tâm lý của mình, có những người họ chịu đựng ghê lắm. Giống như ở dơ vậy đó. Có nhiều người họ dơ chịu không nói, mới là họ phải đi tẩy rửa liền. Có những người thì họ có thể chịu đựng được 2-3 ngày. Thì chúng tôi lúc mà học Ấn Độ, chúng tôi có kể hai câu chuyện vui. Là cái người Ấn Độ họ dơ dữ lắm. Không biết ai đi Ấn Độ rồi biết, không hiểu làm sao mà họ lại dơ dữ lắm. Thì lúc bây giờ chúng tôi mới kể câu chuyện vui. Thứ nhất là thi coi dân tộc nào ở dơ nhất trên thế giới. Sau cái vòng sơ khảo rồi, vào vòng chung kết có 3 dân tộc tạm gọi là xuất sắc vượt qua, ở dơ hết
hơn gọi là hơn 200 cái dân tộc trên thế giới này. Thì ba dân tộc đó là ai? Thứ nhất là người Việt Nam, thứ nhì là người Trung Quốc, thứ ba là người Ấn Độ. Thì để có xem ba cái người này cái sự ở dơ của ai nhiều nhất thì qua một cuộc thi. Cái cuộc thi thể lệ cái đó là cho mình ở chung với một cái con heo ở trong một cái phòng. Thì đầu tiên người Việt mình vô thi trước. Người Việt mình cũng gian ở dơ, cũng chịu dơ lắm. Ở chung với con heo trong một phòng một ngày đầu tiên, thấy im ru bà rù, không có nhúc nhích gì hết. Nhưng mà sang ngày thứ hai, nghe tiếng gõ cửa đúng 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 đúng. Ban giám khảo mở cửa ra, cái người Việt Nam mình bịt mũi chạy ra, chịu không nói, con heo nó dơ quá, mà tôi cũng đã chịu đựng được một ngày. Ở dưới khán giả vỗ tay rần rần rần. Sang cái người dân tộc thứ hai là người Trung Quốc, ngày thứ nhất im ru, ngày thứ hai cũng im ru luôn. Nhưng mà rồi sang ngày thứ ba nghe tiếng gõ cửa đúng 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 đúng. Ban giám khảo là mở cửa ra, người dân tộc Trung Quốc cũng chạy ra, cũng chịu không nói, tôi ráng tôi chịu dữ lắm rồi đó. Mà được hai ngày, tức là cái sự chịu đựng dơ của họ trên cái người Việt Nam được một ngày. Đến cái người Ấn Độ, ngày thứ nhất im ru, ngày thứ hai im ru, ngày thứ ba cũng im ru luôn, qua được ba ngày. Ngày thứ tư, cửa đổ đung 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 đung. Ban giám khảo mở cửa ra, con heo chạy ra lắc đầu. Tức là con heo đâu chịu không nói. Thì cuối cùng là cái người đó. Thì chúng tôi muốn minh chứng câu chuyện này gì? Để hôm nào quý vị test thử nha. Tức là bây giờ mình tự giam mình trong cái phòng. Hôm nào làm thử đi, nếu mà ai mà theo cái phương pháp của con Minh Phương ở đây thì là người ta là thanh lọc 2 ngày. Có nhiều người cơ thể phải 3 ngày. Độc tố nhiều quá thì phải nâng cái thời gian lên. Thì mình tự giam mình trong một cái phòng 3 ngày. Nghe cho kỹ nè. Điều đầu tiên mà làm cho tâm mình dễ chịu hay khó chịu á, là khóa trong hay khóa ngoài. Lạ chỗ đó mình không hiểu. Hãy mình tự tay mình vào cửa, mình đóng phòng lại, mình gài chốt cái rộp, mình nằm thì nó khỏe dữ lắm. Mà tự động ai xô mình vô rồi bốc ổ khóa ngoài cái rộp, cái mình nằm trong mình khó chịu. Thì bây giờ sau khi mình ở 3 ngày rồi, thì cái điều đầu tiên mà sanh lên là mình bắt đầu mình muốn hủy diệt cái cảnh này, tức là muốn thay đổi. Cái khởi tâm đầu tiên của mình là muốn thay đổi. Thì lúc đó là thường thì mình đi tìm diễn cớ kìa. Chắc tôi phải ở nhà 3 ngày rồi, giờ tôi phải đi thăm ba mẹ đi, mình là con mà phải hiếu thảo thăm bà, kiếm cớ đi. Rồi nếu không có ba mẹ thì thôi thăm bạn bè. Còn nếu không có bạn bè nữa thì thôi đi ra ngoài vòng cho nó có không khí, sức khỏe một chút, hít thở. Nó tự động mình kiếm mình đi. Nhưng mà lúc đó giờ mình được đi thì mình rất là vui. Giống như mình ở một nơi mà nhiều năm mà không đi du lịch chỗ nào thì mình lại muốn đi du lịch. Thì cái ngày mình đi du lịch đi, thì xin lỗi nghe, ví dụ mình đăng ký đi Đà Lạt mấy ngày để mà mình giải khuây cái tâm bức bách của mình. Thì buổi sáng hôm đó mình có hẹn xe là 7 giờ sáng đến để rước mình đi. Mà hôm đó xe nó kẹt xe hay nó trục trặc gì đó, không biết ông tài xế ông có việc gì đó, ông đến trễ, xin lỗi quý vị, chừng nửa tiếng thôi là mình đã khó chịu rồi. Mình thấy bực bội. Nếu ông trễ một tiếng thì càng bực bội, ông càng trễ bao nhiêu mình càng khó chịu bấy nhiêu. Rồi sau khi mình lên xe mình đi. Mình đi lên Đà Lạt. Mình ở ngày thứ nhất. Trời ơi, mình đi lên á, đi lên cái tâm mình nó hớn hở lắm. Thì mình thấy những cái xe họ chạy về đó. Tại vì mình không có giao lưu được với họ, giao lưu họ chặn lại mình hỏi ủa sao về vậy, nó chán lắm rồi về. Mình lên ở ngày thứ nhất còn được, ngày thứ hai còn thấy được chứ, qua ngày thứ ba về. Ở thêm một ngày nó cắn lưỡi à. Buồn lắm, chán lắm. Nhưng mà khi lúc bây giờ mình về được tới nhà của mình thì mình lại nôn về. Về càng sớm thì càng mừng. Đó là bị ảnh hưởng tâm lý, bị gọi là ngoại cảnh nó chi phối. Một cái trường hợp ví dụ thứ hai là mình ở trong nhà mình buồn quá. Sáng hôm nay mình muốn xách xe mình chạy một vòng ra ngoài cho nó khuây khỏa không gian, rồi cảnh vật thay đổi, tâm mình nó sẽ dễ chịu hơn. Rồi mình xách xe mình chạy một vòng
mình chạy từ sáng đến chiều, mưa nắng cho đã luôn đó. Thì lúc mình quay về, mình quay về mình vừa vô tới nhà thì cái điều đầu tiên mình cảm giác là nó khỏe dữ lắm. Mình bỏ đôi dép ra, mình bỏ cái giỏ xuống, mình lên cái giường mình nằm, mình vươn vai một cái, mình nói trời ơi sung sướng quá. Mà mình nghĩ lại hồi sáng cũng cái chỗ này, cũng bốn bức vách này, cũng y chang như vậy, không khác gì hết, mà tâm mình lại muốn đi. Mà chỉ cần trễ 15-20 phút là khó chịu, còn bây giờ về thấy nó sung sướng quá. Thì đó là chúng tôi muốn nói là thường là chúng ta tìm một cái giải pháp mà tạm gọi là giống như gãy ngứa ấy. Ngoại cảnh ở bên ngoài sức dầu vậy thôi. Mình thuộc dạng là gãy xương mà sức dầu sao lành. Mình bệnh mình nặng lắm. Cho nên hôm nay mình phải tự chế tác, chế tác từ bên trong. Cứ nhớ giùm chúng tôi một câu là ra đi tức thị trở về, biển phiền não đó bồ đề khác chi. Bữa nào cái tâm muốn đi rồi cũng về à, ở đi. Cứ tưởng tượng mình mới đi đâu về đi, cái cảm giác mà mới về mà được sung sướng đó, tôi mới đi về đi. Mình thử mình đủ cái lực để mà mình tác ý tư duy, tức là dùng cái tư tưởng đó chế tác. Cái hạnh phúc của mình là phải từ bên trong đó, nó chế tác ra nó hay hơn là mình dựa vào yếu tố bên ngoài, phải không nè. Mà cái niềm vui của mình đó, mình đi tìm bên ngoài không nổ lắm. Gặp được cái người đó cái thấy vui, nói chuyện với người đó cái thấy vui, đi ra ngắm cảnh thấy vui. Tức là mình đi mượn gá một cái gì đó để mình phất lấp vào cái tâm hồn buồn chán của mình thôi. Mình mới hiểu như vậy. Mà cái niềm vui này niềm vui tạm mượn, khi có khi không nha. Nhiều khi đi chơi cũng chả có vui đâu, đi nó còn buồn thêm nữa. Tại có nhiều người nó trợ đi tưởng đâu đi vui mà nó buồn mà biết về ở nhà cho rồi đó. Có những cái trường hợp đó. Mà trong cái đó mình lại có một cái nhà máy sản xuất ra cái niềm vui cho chính mình mà nó ổn nha. Cái này tạm gọi là ổn là của mình mà. Như vậy công ty của chị Minh Hằng đi bây giờ là Minh Phương này bị hậu Covid nên nó hay quên vậy lắm. Mới tên tên đó mà nó lộn rồi. Tức là nếu mình tự lực mà mình sản xuất được thì nó ổn hơn là mình nhờ những cái vệ tinh khác làm cho mình cũng lo lắm. Lo lắm. Hàng quá biết chất lượng sau đây. Rồi không biết là có đúng giờ giấc hợp đồng hay không nữa. Phải họp chứ. Tháng này giao rồi mà họ hứa họ làm cho xong cho mình mà lỡ họ không xong thì cũng mệt. Tức là cái yếu tố đó nó khách quan mà nó nguy hiểm hơn. Trong đó mình có những cái yếu tố chủ quan thì tại sao mà không làm. Thì như vậy thì hồi nãy câu hỏi là sao quên rồi. Dạ là câu hỏi là làm sao để mà luôn ở trong cái trạng thái cân bằng á sư. Và à đúng rồi. Không so sánh bản thân mình với người khác. Đó. Như vậy thì chúng tôi nghĩ là cái trạng thái cân bằng ở đây là mình phải tự điều phục thân tâm. Không mong đường đời bằng phẳng cả, chỉ mong đủ sức vượt qua. Cái cân bằng ở trong lòng mình nó hay hơn. Thường thì mình cứ bước ra đường là mình mong cái đường đời cho nó bằng thẳng. Nhưng bây giờ mình không. Mình mong cái tâm mình. Ai là những người con Phật? Phải thức tỉnh thức thật. Sống trong cơn buồn thuận cũng vui, mà sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Mới cân bằng á nha. Cơn bệnh hoạn là sống theo bệnh hoạn. Lúc an nhà là sống cảnh an nhà. Đứng nơi đâu cũng thấy tâm an. Trong núi nọ làm chi cho nhọc. Mình có cái bệnh là hãy đứng núi này trong núi nọ. Thường thì mình không bằng lòng với những gì mình đang có, mà lại thích dòm ngó những cái khó thuộc về mình. Thì khổ chỗ đó. Cho nên cái người con Phật á là tự chế tác, tự điều chỉnh bằng trí tuệ và tỉnh thức. Hiểu rõ cái câu là ra đi tức thị trở về là tiếp mà hiểu một cách rõ như mà chúng tôi vừa trình bày mà cái hình ảnh đó đó. Thì quý vị ở nhà vẫn thấy vui, không có bị phụ thuộc ảnh hưởng. Là vậy đó, niềm vui của mình mà tại sao mà ảnh hưởng. Đừng để hành động lời nói của người khác làm thay đổi cái tâm hồn của mình. Nhưng mà tại vì mình bản chất của mình thì hay tham rồi lại sân. Tại sao chúng tôi nói hay tham mà sân? Chúng tôi có một cái ví dụ để cho quý vị thấy được là mình sống trong cái cảm xúc đó quen rồi. Còn trong cái cảm xúc mà bình thản á, cân bằng á mình không chịu. Cân bằng là tâm xả đó, quân bình nội tâm.
Xả ở đây chúng ta mới hiểu là một cái trạng thái quân bình, giống như mặt hồ tĩnh lặng, không dao động, tâm không dao động chở người, tùy duyên tùy phận mà yên cuộc đời. Gặp may không đắc chí lòng, gặp rủi không động nao lòng trách than. Như vậy mới gọi là cái người có cái sự quân bình. Quân bình là gì? Là không thiên lệch, không gặp cảnh vui mà vui, không gặp cảnh buồn mà buồn, giống như bị thay đổi tinh thần theo hành động lời nói của người khác, là người này không cân bằng, không quân bình được. Tự nhiên có lời nói đang vui vậy, họ nói một câu cái tự nhiên nghe buồn hiều, rồi tự nhiên có cái hành động gì đó xúc phạm đến mình, cái mình thấy khó chịu. Mà trong tâm hồn của mình nó rất là vui, rất là an lạc, đang an lạc vậy gặp cái là nó nổi sân lên liền. Nhưng mà mình thừa biết rằng là hãy có vui thì sẽ có buồn, mình phải hiểu được cái nguyên lý đó. Có sướng có khổ vô thường người ơi. Cuộc đời như chiếc lá rơi, non xanh rồi héo lìa xa khỏi cành đó. Đời người này sanh tử tử sinh, xuân qua hạ tới thu sang đông về, con người ai cũng đi về, sanh ra không áo chết về tay không. Nếu mình không quân bình được thì mình hay so đo ganh tị đủ thứ. Nhưng mình hiểu trên cái nguyên lý là mình giữ cái tâm bình thản á, người ta vui đó, người ta buồn đó. Sự thành công của bạn, nghe câu này mới là chí lý nè, để mà giữ tâm quân bình. Sự thành công của bạn là bạn đánh đổi cái nỗi khổ này sang cái nỗi khổ khác. Tại sao chúng tôi nói câu này nó phản với cái thực tế như vậy? Ai cũng mong cầu thành công, nhưng mà thật sự nó theo cái nghĩa chân đế, cái nghĩa mà nghĩa sâu của nó là gì? Mình đánh đổi nỗi khổ này sang nỗi khổ khác thôi. Khi mình làm nhân viên thì mình mong lên làm chủ, làm giám đốc. Khi mình làm giám đốc thì mình lại thấy cái người nhân viên đó là phải. Chúng tôi trải nghiệm rồi, hồi đó chúng tôi mới vào chùa làm chú tiểu, chúng tôi thấy ông trụ trì sướng quá, không làm gì hết, mình thì phải chấp tác từ sáng đến chiều, công phu thấy mù nổi luôn, mà quét lá đa không đủ mệt rồi, phải là thỉnh chuông rồi tụng kinh rồi nó làm đủ thứ, mà còn bị rây bị ra nữa. Thấy ông trụ trì sướng. Nhưng mà khi mà lên làm trụ trì, tu 30 năm mới làm trụ trì, thì lại thấy cái ông mà mới vô tù cũng sướng. Giống như công nhân bây giờ mình làm giờ giấc bị trói buộc quá, công việc nặng nề quá, trách nhiệm cao quá, thấy cồn mình phường sướng, phấn đấu để một ngày đó mình hy vọng mình trở lên làm chủ, làm giám đốc, làm chủ quản lý chứ không có làm nhân viên nữa, thành công. Bởi vì phấn đấu thành công. Nhưng mà chúng tôi nói một cách rõ là sự thành công của bạn là bạn đánh đổi cái nỗi khổ này sang nỗi khổ khác. Không tin hỏi của mình Phương còn khổ không? Mình tới tháng thì vui nghe, mình lãnh lương rồi, bả tới tháng bả mệt lắm mà. Khổ, rất sang cái nỗi khổ khác thôi. Cái nỗi khổ của người làm chủ trách nhiệm rất cao. Còn mình á, cái cổ mới thấy trời ơi, làm nhân viên thì suốt ngày sáng cái xách xe đến công ty làm đúng 8 tiếng về, đúng 30 ngày lãnh lương, có nhiều ăn nhiều nó phải. Lên làm chủ vô cổ đi biết. Hàng quá đi được thì không, đi được cũng không có quan tâm. Nếu muốn quan tâm thì quan tâm, mà không quan tâm cũng chả ảnh hưởng gì tới mình. Nhưng mà đây à, quá đối tác mà chỉ cần nó có cái thông điệp qua là hàng ngày này chất lượng kém là bắt đầu ăn ngon ngủ nghiêng rồi. Rồi thông quan nó nhiều thứ lắm, giấy tờ rồi đủ thứ hết. Rồi tiền bạc người ta khi có khi không nó đủ thứ hết, nặng nề lắm. Cho nên cái phương pháp cân bằng gọi là thân tâm. Thân thì có cổ phương pháp để là thanh lọc rồi, thấy không? Nhẹ nhàng chút xíu, miệng nên ít nói tự nhiên ít quả, mà bụng dạ ít ăn tự nhiên ít bệnh. Ăn nhiều bệnh nhiều, chứ không có sung sướng gì đâu. Thân mình ít sự tự nhiên ít khổ. Làm nhiều khổ nhiều cái đâu có sung sướng gì. Trách nhiệm nhiều thì khổ nhiều. Duyên đến nên kết, duyên hết thì nên buông. Tuy vuông mà tròn làm sao không tự tại. Vì cái phương pháp cân bằng của chúng ta ở đây là chúng ta tự chế tác qua cái khéo như lý tác ý. Tức là mình suy nghĩ tác ý cho nó khéo. Khéo đây là phù hợp với những cái chân lý của Phật dạy. Mình suy nghĩ làm sao cho nó phù hợp thì nó sẽ chuyển đổi, nó sẽ chuyển đổi cái hoàn cảnh, mình sẽ thấy khổ đau thành hạnh. Mặc dù làm nhân viên nhưng mà mình vẫn vui trong cái đời sống nhân viên của mình. Rồi mình làm giám đốc thì mình cũng vui theo
cái vị trí giám đốc của mình, không có so sánh hơn thua. Đến chùa biết bỏ thiệt hơn mà. Đến chùa học hạnh thương không giận hờn. Mình có cái bệnh, hãy thương người nào rồi móc giận người đó. Lạ chỗ là thương nhiều giận nhiều nữa mới ghê. Thương ít là giận ít, mà không thương là không giận. Nhưng mà bây giờ mình chế tác cái tâm quân bình của mình, làm chủ được bản thân, là thương mà không giận, đó mới là khó. Thì tất cả đều do chúng ta phải luyện tập từ chánh tri kiến đi trước. Con người sống giữa trần gian, buồn vui sướng khổ gian nan đủ điều, hỏi đời sống được bao nhiêu mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay. Thôi thì ta tự đổi thay, giữ tâm chánh niệm văn hóa, đừng lai động lòng. Thêm câu nữa, từ bi buông bỏ là xong, thân tâm an lạc mới mong nhẹ nhàng. Mình có từ bi mà nhiều khi không buông bỏ, cho nên mình mới khổ. Bây giờ mình phải luyện tiếp là từ bi mà buông bỏ. Thì đó, cách mà quân bình thân tâm.